Chloe's Entertainment Channel chào các bạn. Chloe ơi, hôm nay con có đồ chơi mới gì đâu, con muốn khoe với các bạn đâu. Stickers. Đâu cho các building. Bạn coi. Các bạn chưa có thấy sticker đúng rồi. Sticker. Wow, nhiều quá. Đâu hình như nó có tới 2 lớp lận phong Chloe, con lật lên cái hình như nó còn phía dưới nữa. Đúng không? Tô màu. À, tô màu hả? Không, ở bên dưới nữa nó còn cái nữa mà. Lật lên. Đúng rồi. Hay quá. Trời ơi, nhiều quá. Đâu con dựng lên cho mấy bạn coi chứ. Đó, khoe với mấy bạn nha. Trời ơi, toàn là búp bê với áo đầm không nha. Chút mình sẽ coi kỹ hơn. Rồi, món tiếp theo đi. Mình còn món nào nữa đâu. Hôm nay mình sẽ review những cái món nào. It's popcorn, popcorn, popcorn. Con để thấp xuống mấy bạn mới thấy á. Đúng rồi, popcorn. Trời ơi, đẹp quá. Bốn cái popcorn làm là cái gì đó. Bắp rang bơ đó mấy bạn. Mình đi coi phim mình hay có cái bắp rang bơ người ta bán ở cinema đúng không? Ở rạp chiếu phim đúng không? Popcorn. Cinema. Rồi, món tiếp theo là cái gì đâu? It's clock. Ờ, cái đồng hồ gì ta? Đồng hồ có hình gì? Unicorn. Đúng không? Unicorn. Yes. It's a pink hair, two pink hairs look like the same with my ring. Chloe nói có cái màu hồng ở trên cái đồng hồ của Unicorn rồi. Cùng màu với lại cái chiếc nhẫn của Chloe đang đeo đó. Rồi, món tiếp theo là cái gì? Con có món tiếp theo là cái gì đâu? Captain America Shield. Đâu, đâu, đem xích vô chính giữa mấy bạn mới thấy nè. Ừ, Captain America Shield ha, là cái khiên á, cái khiên của nhân vật Captain America. Có cái đồ holder nè. Ừ, chút nữa mình cho mấy bạn coi nha. Rồi, món tiếp theo là cái gì? It's building ambulance. Building ambulance hả? Cái đó là cái gì? Walking toy. Wow, cái này là chữ Hàn Quốc không à? À, mẹ cũng không biết là nó là cái gì nữa. Chút nữa mình sẽ cùng nhau khám phá nha các bạn. Ok, rồi bây giờ mình bắt đầu thôi. First, we end the sticker. Ok. Yes, can you open it? It's unbagged now. Hả? It's bag it now. Ok, để mình lấy cái kéo mình cắt cho con nghe. Alright. Ok, đợi chút. Chloe ơi, bây giờ con mở cái này ra đi. Bây giờ con mở cái này trước đúng không? Đúng rồi. Rồi, đâu, cho các bạn coi trong đây sticker gồm cái gì đó. Yeah. Too much. Wow. We have a couch, a beautiful couch. Yes. Trời ơi, nhiều quá nè các bạn ơi. Có gì đây? Wow. And another one. There's wow, another nhiều quá các bạn ơi. Áo đầm nè, rồi có cái couch nè. Đó, rồi áo đầm nè. Trời ơi, quá trời luôn nè. Teddy bear nè, gấu nè. Đó, rồi này để gì đây không biết nữa nè. Trời ơi, nhiều quá nè. Trời ơi, nhiều quá, áo đầm đẹp quá nè. Wow. Okay, let's dress up many girls. Rồi, nữa ha. Trời ơi, nhiều quá vậy. Okay, let's dress up. Ừ, từ từ. Đây, bên đây á, là có cái búp bê nè các bạn. In a car. Ừ. Đâu, car in đâu. Rose. Rose, rose. Ừ. Trời ơi, nhiều quá. Trời ơi, nhiều sticker quá các bạn ơi. Sticker á. Chloe now. Ơi, bây giờ. Rồi, bây giờ đâu mình chơi đâu, mình chơi làm sao đâu. Ok. Let me open this book. Ok. I'm trying to open this book. Ok. Let's see, I can open this book. À, Chloe nói là mở cái cuốn sách đó ra. Cái đó đâu phải cuốn sách đâu hả? No, it's not a not a book. Yeah. But don't worry. You can put it on here. Yeah. All right, baby. You can put it on here. À, con muốn dán lên cho nó đúng không? Ok, good okay, idea. Okay, now we need a girl. Đâu, Chloe chọn nào đâu? This girl. À, lấy con búp bê ra. Rồi sao nữa? Did you ready to dress up? Dán lên trên đó. Đâu? Okay, now we need a dress. I like this dress. Đó, Chloe chọn áo đầm. Dán áo đầm lên nè. It's super sticky. Super sticky. Hay quá. Rồi dán lên đó đúng không?
so beautiful. Wow, nè các bạn, Chloe mặc áo đầm cho búp bê. I need the micro because she want to get the music. Music on. Hả? Music on. Music on hả? Huh? Yeah. Oh, chơi sticker vui quá à. Cái này mình có thể gọi là gì? Dán búp bê hả? Cái này là cái gì ta? Đâu cái gì đâu? It's a micro. Oh, micro hả? Mirror á các bạn. Now we need another girl. Rồi giờ cần gì nữa, chơi gì nữa? À, lấy một con búp bê khác nữa. Oh no, Chloe làm sức cái chân của con búp bê rồi. Các bạn ơi, Chloe lấy không có khéo cho nên bị sức cái chân ra luôn rồi. Let me fix it. Oh, how can you fix it? I get this off now. This girl on here. Oh, coi cái chân nè, cái chân nó bị đứt cái chân rồi. Bây giờ dán cái chân vô. And there. Ok, Chloe fix it rồi đó các bạn. Tức là Chloe gắn dán nó dính vô. Tội nghiệp quá, tội nghiệp búp bê quá đi. Rồi bây giờ con lấy cái gì nữa? Now we need this dress. I like this dress. Put it on. There we go. That's so beautiful. Yeah. Con mặc đầm đầm nè, Chloe mới vừa mặc đầm cho búp bê nè các bạn. Đó. Oh. Now she needs a pet. Rồi bây giờ dán tới gì nữa, giờ chơi tới gì nữa đâu. Now she needs the some candy. Candy đâu? Là kẹo ha. Đâu? Đâu cho mấy bạn coi kẹo vậy? Yeah, this is. Okay, okay, okay. Give him a candy, candy, Abby. Candy, candy. Kẹo nha, đó. Chloe cho búp bê ăn kẹo. He's gonna enjoy. Enjoy her. Enjoy her candy, candy. Yeah. Đâu? Đó, búp bê đang cầm kẹo trong tay nè các bạn. Ừ, kẹo đó. And rồi bây giờ soccer tới cái gì nữa ta? A soccer ball. She's gonna play soccer ball. À, soccer ball hả? Đó, con gái mà chơi chơi đá banh nè. Đâu cho mấy bạn coi soccer ball rồi. There we go. Now she can play soccer ball. Đây. Đó, Chloe con gái cho chơi banh nè các bạn đó. Okay, we need to next girl. Yeah. Next girl? Yeah. Rồi lấy cơ búp bê tiếp theo phải không? Yeah. This one. This one, this pink hair one. This is not easy to get it out. Chloe nói là không hơi lấy nó ra hơi bị khó xíu. There we go. Here's her friends. Wow, rồi giờ cho búp bê mặc đồ vô đúng không? Rồi giờ mặc cái gì nữa? We need rainbow hair next. That already. We need this. There's rainbow hair. Oh, rainbow hair đâu? This one. This is a rainbow hair. Okay. I mean, it looks like Rainbow Dash. Mm-hmm. It's a Rainbow Dash speed. This one is Rainbow Dash. Mm. I'm gonna make him Rainbow Dash. Rainbow Dash. There we go. That's perfect. No. It's a rainbow. Con làm cái tóc á hả? Cho búp bê á hả? Yeah. Đúng rồi. Now tóc bê, đúng she không? Needs the wand, the beautiful wand. Rồi giờ cho búp bê, con đem gì, con trang trí gì cho búp bê nữa vậy? It's a wand. Đâu, cái gì đâu? This one is a wand.
a wand to make magic. Oh, là cái cây làm magic đó các bạn. Đây nè. Now, are you hungry, little girl? She's hungry. Hungry hả? What you want to eat? Chloe hỏi búp bê là có đói bụng không, cho nên giờ Chloe sẽ cho búp bê ăn. Đó, lấy đồ ăn ở bên đây nè. Bên đây có đồ ăn luôn. Here. Đâu, đưa coi coi. This is not a food, this is checker. Checker. Here, what you want to eat? Đâu. You want to eat. Yeah, ăn cái đó đúng không? You want to eat sandwiches? Alright. Put on a picture. Picture food. Okay. She needs some sandwiches. I have some sandwiches to eat. Here's some sandwiches. Đâu cho mấy bạn coi coi. Yummy, yummy, yummy. Đâu đưa mẹ coi coi. Yummy. Cái này là sandwich á. Sandwich. Bánh mì sandwich ha. Now you can eat it now. Oh, Chloe cho búp bê ăn. Xong cho mặc đồ đi. Nè, ăn sandwich nè. She needs some clothes today. She needs some clothes. Quá trời sticker các bạn ơi, tha hồ mà ngồi chơi luôn, tha hồ mà dán. But she needs cho ăn nè, cho búp bê ăn nè, cho búp bê mặc đồ nè, trang trí cho búp bê nè. Đã quá. Ôi con lấy cái áo đầm đi, áo đầm màu green á, cho búp bê mặc đi. This one. Yes. Cái màu xanh đó, đúng rồi, cái áo đầm màu xanh đó, xanh lá cây. It's still broken. Oh, that's not broken. Thôi, cho búp bê mặc đi. She's wow, so beautiful. So beautiful. Look at that, look at that. Beautiful. Đẹp quá. Where's her hand? Where's her hand? Rồi, lấy cái ghế để cho con búp bê nó ngồi với. I got the couch. Ừ, cái ghế ha. Đâu cái ghế cho mấy bạn coi cái ghế với. Yeah, this one is a couch. Đó, cái ghế salon nha các bạn. It's really big. Here's the cat. Đâu. It's a big. Yes. Here's the cat. Chloe chơi vui quá à. Gì vậy? Cái ghế giả bộ không phải cái ghế thiệt đâu mà để lên cái mông ngồi vậy ta. Mắc cười quá. Rồi trang trí cái nhà đi, trong cái nhà có cái ghế rồi có gì nữa ta? Hey, where's the girl? Giờ có gì nữa? Trong nhà có gì nữa? Có cái ghế rồi có gì nữa? Hey. Con coi thử coi còn gì nữa. Where's the new girl? Hả? Never mind, I want to get another girl nè. Ủa không phải cái áo đầm. Cho nó mang giày đi. Okay, the next one. This one. Chloe muốn mở cái đồ chơi kế tiếp các bạn ơi. Đâu, đưa cho các bạn coi gì. Here is something. Yeah, đẹp quá. Let's get it out. Here it is. Walking toy. Cái này chơi sao ta? Trong đó có gì vậy? Trong đây có gì đâu? Cái này là cái gì đây? Cái này chắc phải ráp quá Chloe hả? Yes, you need to build. You need to build. Chloe nói là phải ráp mấy cái này á. Đúng không Chloe? Mấy cái này là mấy cái miếng ghép nè. Có những cái in here we are. Đây có những cái miếng cắt sẵn nè, mình phải ngồi mình ráp lại nha các bạn, mình ngồi mình xếp lại á. Nè. Đây. In this one. Let's build it. Rồi, Chloe nói bây giờ mình bắt đầu mình ráp nó nè. Bây giờ let's get this thing out here. Yeah. Really carefully. Don't want to broken it. It's because it's out of paper. Unless I can open it, that thing. It's not coming out. Chloe there's đang cố gắng gỡ mấy cái miếng ghép ra.
miếng giấy người ta cắt sẵn xong cái mình ráp lại á các bạn. Chắc mommy phải giúp Chloe quá. Chloe ơi, yeah, mẹ just help me. Ok, wait. Thanks to helping me, mommy. Ok. Chloe đang ngồi gỡ mấy cái miếng giấy đó để mình ráp lại đó các bạn. Ráp lại theo cái hình đó. Người ta hướng dẫn. I'm not gonna break it. Be careful hả? Huh? Cẩn thận nha, để không bị ráp đó là không có ráp lại được đó nha con. Cái này giống như trò chơi mà người ta mình gọi là gì? Ráp cái giấy, cái mình ráp lại thành cái mô hình theo cái hướng dẫn ở mặt sau của cái đồ chơi á các bạn. There it is. Here it is. Mình sẽ ráp lại theo cái mô hình này nè các bạn. I don't know to build, okay? I just don't know to build. I just don't know to build. Here is. Đâu Chloe, cái đó bé sao đâu? Bé lắm. À, cái đó có mấy cái chỗ đó, hả? Đúng rồi. Gì mà để cái chân lên bỏ cái chân xuống nha. Rồi con bé thôi coi. Đâu đâu đưa mẹ coi coi. Chà, ráp mấy cái này ha, phải cần mình phải cần người lớn giúp nha các bạn. Đó, Chloe, Chloe đang làm kìa. Mặt căng thẳng ghê không? Đâu đâu đưa mẹ coi coi. Đó, cái này bẻ thành vậy ha. Đó, Chloe làm gần được rồi. Xong cái mình gắn vô cái hộp này là nãy giờ mình ngồi mà đó, nãy giờ ngồi gắn nè các bạn. Đó. Rồi bây giờ cái miếng đó là gắn vô cái hộp đó đúng không? Đúng rồi. Đâu Chloe gắn cho mấy bạn coi coi. In the other side. Yeah, cái này right. Có bộ hơi khó nha các bạn. Where's it go? It's down there. Để mẹ giúp cho nha, để mẹ giúp gắn cho nha. Không, I can't do that. À, Chloe nói Chloe có thể làm được. Đó, yeah. Thành một cái đường cầu nha các bạn. Ok, hai cái này để gắn vô đây nha. Ừ, rồi con gắn vô đây. Đó, Chloe ráp đó. Rồi. Rồi cái này để trên luôn nè. Hơi khó nha. Hơi khó nha các bạn. Đó, coi Chloe gáp nè các bạn. Chloe có 5 tuổi thôi các bạn à. Cho nên thông cảm nha. Nếu như mà Chloe tay chân vụng bè hả? Để cái này con phải nhấn cho nó sát xuống chút xíu. Đẩy nó sát xuống xíu. I'm trying myself. Okay. Rồi bên kia nữa. Đúng rồi đó. Hay quá đó. There it is. There we go. Đây các bạn. Rồi bây giờ mình tiếp tục ráp nha. Alright. Rồi con lấy tiếp mấy cái chân của con robot ra đi. Cái chân của con robot nè. Ok. Nè Chloe, lấy cái này ra đi. Ừ, lấy mấy cái miếng rời đó ra đi. Rồi xong rồi mình ráp tiếp nha. Ở dưới đây trước nè. Ok. Đây là các bạn, bây giờ tất nhiên mình lấy mấy cái chân của con robot ra nha. Đó, được một miếng. Đó, cứ vậy mà mình cứ lấy ra mấy cái miếng nhỏ nhỏ về mà mình ráp nha các bạn. Mình phải nhờ sự trợ giúp của người lớn thôi. Đây cái chân của robot. Sắp xong rồi. I don't know to build this at all. Rồi xong rồi. Xong rồi hả? Trời ơi, nãy giờ hai mẹ con cực khổ lắm mới ráp xong đó các bạn. Đây, đây đã ráp xong, đây là cái hình như vậy đó.
Đâu, bây giờ con chơi coi Chloe. Đâu, cho con robot đó nó đi coi. Đây là robot mình walking được nha. Cái mô hình bằng giấy xong rồi mình ráp lại cái thành ra như vậy đó. Có cái đường trượt kìa đó. Chơi cái này hơi khó. Cái này ráp hơi khó. Wow, đẹp. Trying to slide down the little ambulance. Ready, set, go. She crash. Rồi. Trời, sao rớt cái chân ra luôn rồi kìa. She crash. Rớt cái chân ra luôn rồi, Chloe ơi. Let me fix that. She slide. Down high. À, cái đó là cái chân của con robot đó các bạn. Down high. Okay, gắn cái chân vô. Rồi đi lên lại cái đường đó đi. Time to slide down again. Wee, that's much better. Rồi, coi như cái món đồ chơi này á, là mình chơi vậy đó, vậy là xong rồi đó. Rồi bây giờ mình qua cái món tiếp theo đi nha. My popcorn, popcorn. Rồi bây giờ mình không bỏ cái món đồ chơi đó qua một bên đi. Bây giờ mình cho mấy bạn coi tiếp cái tiếp theo là cái gì, popcorn đúng không? Popcorn. Đây. Popcorn. Chen. Okay, let's open it. Okay, popcorn ha. Right here. Whoa. This is not easy to open it, guys. Chloe nói là không có dễ để mở cái hộp đó. We need parents to open it. I just cannot open it. Chloe nói là cần cha mẹ giúp để mở. Here, I need you. Okay, mẹ giúp nha. All the time I need you. Okay. All the time I need you. All the time you need me. Chloe nói là Chloe cần mẹ giúp, lúc nào cũng cần mẹ giúp hết á. Đây. Nè, tin 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 tin. Rồi, Chloe lấy ra đi. Đó, cho các bạn coi nhé. It's a popcorn, Chloe. Đâu, đưa lại cho các bạn coi nhé. Look, that's so cute. Đâu, cho mẹ mượn coi, cho mấy bạn coi coi. Don't make it fall, okay? Okay, dễ thương chưa? Ôi nặng thật là dễ thương. Đây. Mommy, can I doubt? Okay, wait. Đâu, Chloe lấy ra cho mấy bạn coi coi. Okay. These are razor popcorns. Oh, popcorn. Erasers. Eraser hả? Cục gom á hả? Phải cục gom không? Đâu phải đâu. Yes, just. It's really soft because okay. It's really touch it. Touch ha, đau đơn mẹ sợ thế rồi. Wow, mềm mềm ha, nặng nha. It is a razor. Oh, 4 cái ly popcorn này 30.000 các bạn. Đâu rồi, con lấy hết mấy cái ly kia ra coi. There it is. Let's get it out. There it is. Hey, this is a razor too. The bottle is razor too. Mhm. It's a razor in the bottom. Really? Yeah, it's a razor too. Đâu, dựng lên coi. Không, con để lên đi. Để lên bàn cho mấy bạn coi. Đó, xếp lên. Wow, 4 khúc. Popcorn thấy dễ thương chưa? Get out. Beat. Over there. Oh, there's one less. One. There. Ủa sao bỏ mấy cái popcorn ra ngoài hết vậy, gắn lên đi chứ. Ly cái ly popcorn mà, cái ly bắp rang bơ mà phải có bắp chứ. Trời, Chloe làm gì á? Chơi kiểu gì á? Đủ trò hết trơn à. Phew!
Nó con gắn lên đi đâu mấy cái ly này đó. Nè đây mấy cái ly popcorn nè các bạn. Đó. Con gắn cái popcorn lên đi. Xong rồi bỏ vô lại. I love these popcorns. I like popcorn. Wow, giờ xong rồi ha. Xong mấy cái ly popcorn bơ rồi. Bây giờ con mở đến gì nữa? Cái Captain America ha. Đúng rồi. Ờ, cái khiên của Captain America đâu? I bán popcorn đây. Thôi được rồi, bây giờ đi mở tới cái Captain America nha. Yeah. Chloe ơi, bây giờ hả con tới phiên cái món Captain America Shield, cái khiên của Captain America. Nè, cái này đeo đây nè. Khiên nè. À cái đó đeo đó đó hả? Bỏ tay tháo ra được nè. Nè. Lấy ra nè. Thôi lấy cái chi gắn vô đi con. Mà cơ. Rồi con gắn vô nè, dễ dàng. Hay quá. Thôi cái 5 tuổi mà thôi biết nhiều quá ta. Gắn được không? Gắn được. Đâu cần mẹ giúp đâu đúng không? Không. Thôi hay lắm các bạn ơi. Đó, cái đó là cái chỗ để mình đeo cái tay vô đúng không? Mình gắn cái tay vô mình đeo cái khiên đúng không? Để mình chiến đấu đúng không? Đúng rồi. Đó, cái khiên này là của Captain America. Yay, Captain America. Captain America save the day. Captain America save the day. Đâu, đeo sao đâu, cái tay đâu, mình chơi làm sao đâu. Nè. Oh, not fit. I need to get my ring out. Okay. There it goes. Here it is. Wow. Để thấp xuống con. Wow. Oh, ủa không có đèn đuốc gì hả? Có vậy thôi hả? No. Đầu, magic đầu. It hit really, really hard. Really hard, like this. Wow. Là coi như là đánh nhau á, là nó sẽ lên cái đó không? Đâu, thử rồi, giờ chiến đấu nè. Vô. Hay à. Hay à. Hay à. Vô. Cái đó dùng để đỡ đúng không? Yeah. Không, không phải, đánh nhau mà, hai mình đánh nhau nè, đánh nhau nè. Vô. Chloe có cái đó là Chloe đỡ nha. Đỡ? Ừ. Mẹ không có đánh vô mặt được đúng không? Wow. Hay quá. Bình. Mỗi lần mà định bập Chloe cái là Chloe đưa cái đó lên đỡ đúng không? Vô, nhào vô, nhào vô. Ow. Chloe đỡ rồi. Hay quá. À, cái popcorn nha. Oh, popcorn bị ngã, nó đánh nhau mà cái cửa hàng popcorn của Chloe nó bị ngã luôn rồi mấy bạn ơi. The ambulance is coming to save the day. Chloe nói là cái con robot đến cứu thế giới nè đó. Cứu cửa hàng popcorn. Tummy, make it feel safe. The sound. This is falling off. What's so falling trời, off? Trời, robot đến cứu thế giới là xong rồi đó. Đâu còn món gì nữa không? Con còn món đồ chơi nào nữa không? It's a clock.
À, có cái đồng hồ đúng không? Rồi, cho mấy bạn coi cái đồng hồ của con coi. Tên tên I'm gonna keep that series. I'm gonna wash them. Cái đồng hồ unicorn. Ủa Chloe, không chỉ cho mấy bạn xài mấy cái đồng hồ unicorn sao đi? Cái này quay mấy cái này nè, hai cái này luôn á. Không có thấy á, khoan khoan đợi xíu. Ừ đúng rồi, con phải khoan khoan đợi xíu nha. This is on. Mẹ click đây, mẹ on đi, đây. Mẹ quay đi con. Đây mẹ cho mấy bạn coi nha, nè. Đây, on nha. Bật cái nút này lên. Cái đồng hồ này 150 ngàn. Mình quay cái này là có cái chuông nó báo nha. Đây là cái đèn nè mấy bạn. Có nút đèn này nha. Go to 11. Ừ, nè, bấm đèn vô nè, có đèn nè. Apple, làm nó ring đi, làm nó ring đi. Sao mẹ mới làm nó ring rồi, vậy? Rồi, nó reo được đúng không? Cái này là chuông đồng hồ báo thức mà. Rồi, chuẩn bị nha các bạn. Nhìn nha, Chloe chửi hết tình lỗ tai rồi kìa. Chuẩn bị nha. Cười quá, cái đồng hồ rất là dễ thương nè các bạn. Unicorn, mình mua cái đồng hồ báo thức này để mình báo thức đi học nha. Wow, bữa nay Chloe có nhiều đồ chơi quá. Let's turn it off. Ok, Chloe tắt nó rồi. Điếc lỗ tai quá hả? Rồi, buổi review các cái món đồ chơi của ngày hôm nay đến đây là đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. I washed them already. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nha. Quan trọng là các bạn nhớ đăng ký kênh của Chloe để không bỏ lỡ bất kỳ video review món đồ chơi mới nào nha các bạn. Chloe ơi, chào các bạn đi con. Bye bye. See you later. See you next time. See you later. See you later. Bye. Bye.